Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay bên Tom Auto Center có một em BMW X6 màu xanh rất là đặc biệt. X6 M Performance sản xuất 2016 tại Mỹ. Đầu tiên là cái hệ thống đèn chiếu sáng. Đèn chiếu sáng Adaptive LED, tức là đánh lái sẽ tự động mở rộng theo góc lái và hạn chế chói mắt phương tiện đi ngược chiều. Đây đèn cản, hốc gió tản nhiệt rất là lớn nha. Bản này đã lên đồ chơi em Performance nên cái cản cũng đã được thay đổi. Phần lỗ mũi lỗ mũi của em này còn nhỏ lắm, nhưng mà được sơn đen lại rồi. Cam 360 nè, trung tâm là logo BM. Với một cái vóc dáng chiều dài, chiều cao và chiều rộng là dài khoảng 4m9, cao là khoảng 1m7 và rộng là khoảng 1m9, thì em BMW X6 này chở 5 người là thoải mái luôn. Và anh chủ rất là chịu chơi. Đây, lên cả bộ mâm xương cá Vossen màu sơn nhám à, kết hợp Rambo 6 bít tông và đĩa phanh hiệu suất cao. Về dáng của em BMW X6 thì khỏi phải chê rồi, cái dòng SUV Cooper như vậy rất là thu hút giới trẻ. Lên đuôi gió carbon, cột đèn hậu to bạt nè, led liền dải kéo dài từ bên hông qua. Cái phần cốp rất là cao luôn nha mọi người. Và đặc biệt em này đã lên được ống xả. Mời mọi người cùng nghe tiếng ống xả của em đó nha. Rất là đã luôn nha mọi người. Bây giờ xin mời mọi người cùng em tham quan bên trong của em X6 lên gói em Performance này ha. Đây, về phần khoang ghế đằng trước, cái tắp bi bọc toàn bộ là da, giữa da có vân và da không có vân. Đây, một cái ốp carbon có viền chrome rất đẹp luôn ha. Em này được lên âm thanh 16 loa, tất cả các cửa kính một chạm chống kẹt. BMW X6 sở hữu một cái hàng ghế thể thao, ghế nhớ hai vị trí, chỉnh điện bơm lưng đa hướng luôn. Và tự đầu nè, nó liền dải với lại cái lưng. Nhấn ở chỗ là có một cái miếng da màu đen ở đây, như một cái chiếc xe đua thật sự luôn. Rồi tiếp theo, em này đã lên một chiếc vô lăng M Performance ốp carbon. Đây, dòng chữ M Performance như đây nè. Lấy chuyển số trên vô lăng và hai bên là bọc da lộn, mồ hôi sẽ được hút bên trong cái phần da lộn này. Tích hợp các nút điều khiển âm thanh và giải trí. Vô lăng chỉnh điện luôn nha, vô lăng chỉnh điện đa hướng. Về phần màn hình thông tin, bên trong là LCD, thiết kế dạng kim thôi nha. Trung tâm cũng là một màn hình LCD màu rất lớn. Phần táp lô cũng được trang bị những cái ốp carbon fiber rất là đẹp, tinh tế, phối màu với lại cái trần da lộn này mọi người. Cực kỳ đã luôn, sở rất là thích. Và trung tâm, một cái em loa siêu trầm. Khi chúng ta off, cái loa sẽ cụp xuống nha mọi người. Khi chúng ta on. Sử dụng hệ thống giải trí 10.25 inch, ổ đĩa CD 8 đĩa. Wow, rất là nhiều luôn ha. Hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập, tự động. Em này trang bị hộp số tự động 8 cấp. Đây, khi mà gạt xuống đây và gạt ngang qua thì sẽ chuyển ra chế độ số tay hoặc là gạt trên cần. Xe được trang bị 4 chế độ lái Eco Pro, Comfort, Sport và Sport Plus. Mỗi lần đổi giao diện hoặc đổi chế độ lái thì màn hình thông tin sẽ ra một cái màu khác. Rất là hay luôn. Phanh tay điện tử Auto Home. Về phần hàng ghế phía sau, em BMW X6 này trang bị hàng ghế cho 3 người. Hai màn hình giải trí 12,3 inch, phần rèm, chỉnh cơm, tăng sự tiện nghi và riêng tư cho người sử dụng. Về phần màn hình hàng ghế phía sau, chúng ta có một cái điều khiển rất là xịn sò đây luôn. Đây. Về linh hồn của em BMW X6 này, phiên bản X-Driver 35i. Được trang bị khối động cơ N55 306 mã. Khối động cơ mà cực kỳ nổi tiếng nhà BM. Hai cái thanh hấp thụ xung lực được đặt ở đằng sau và thanh ổn định giữa hai đầu của sườn xe để liên kết các sườn xe lại vững chắc hơn. Rất là chắc chắn luôn.
xe Đức mà mọi người, nhưng mà sản xuất tại Mỹ nha. Nếu quý anh chị nào có những thông tin hay về chiếc BMW X6 này, hãy để lại bình luận phía bên dưới. Và đừng quên like và subscribe cho kênh của Tom Auto Center để có những clip hay về xe hơi nhé. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.